toàn bộ đây nhà mình đây. Các bạn ở gần cửa hàng mình thì đến 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh nhá, tại thành phố Bắc Ninh nhá. Các bạn mua qua video này, các bạn có thể kết bạn Zalo với mình số 0936144646 nhá. Các bạn mua trên video này chắc chắn là tại xưởng sản xuất nhà mình luôn. Đấy, mà các bạn mua được giá gốc luôn. Xin chào. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn là các cái mặt hàng sản phẩm nhà mình làm ra. Thì cũng như cái video lần trước mình đã cũng giới thiệu các bạn rồi, nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu kỹ hơn. Thì những các cái này là cái máng hút mùi bên mình sản xuất ra và giao đi các tỉnh. Mình bán lẻ cũng như là bán buôn, giá bán lẻ rẻ như bán buôn. Đây là cái này thông thường thì gọi là hình chóp, máy hình chóp. Cái này là hút mùi nhá, không phải là khử mùi nhá. Thế thì mình sẽ hôm nay mình giới thiệu cho các bạn thì thứ nhất là cách mua chọn inox, cách chọn vào và sử dụng vào khu bếp nó phù hợp từng gia đình một. Cái này cũng gọi là cái hút mùi nhá. Thế thì cái hút mùi nó khác với cái khử mùi thì nó khác như nào thì nhiều bạn cũng chưa, cũng một số bạn biết và một số bạn các bạn chưa biết. Cái khử mùi thì mình nói luôn rồi các bạn này, các bạn mua ở trên thị trường ấy thì là đa phần đấy là 90% là hàng Trung Quốc, thì họ vẫn nói rằng là hàng của Nhật hay của Đức thì cái đó trông thì rất đẹp. Cái đó thì nó cấu tạo của nó là khử bằng than hoạt tính. Cái đó thì lắp vào bếp thì cũng tương đối là về hình thức thì nó sẽ đẹp hơn những cái này. Nhưng mà thực ra về cái sử dụng mà để hút mùi ấy, để triệt để thì nó không thể bằng được những các cái sản phẩm như thế này. Thế thì mình muốn nói là cái này khác nhau ở cái đấy là cái gì? Cái đấy thì nó có gồm có than hoạt tính thì nó ở phía bên trong này. Thì khi mà cái than khói đi lên thì cái than nó có nhiệm vụ là nó lọc các cái khói đấy. Đấy, thì khi cái bẩn này, thì nó sẽ vào cái than đấy. Thế dùng lâu thì cái than đấy nó hỏng thì cái máy nó cũng mất tác dụng. Bán một cái và nhiều cái cũng giá như nhau. Thế bây giờ mình giới thiệu cái máng này nhá. Thì như lần trước mình đã giới thiệu rồi, cái máng này là 70 các bạn nhá. Từ đây là 70 này. Đấy. Các bạn cái này là bằng inox 100%. Các bạn mua ở đây ấy, thì là nhà mình sản xuất ra. Dùng rất hay. Và chắc chắn bền không hang, inox chuẩn 100% luôn. Đấy, nhà mình đây này, các bạn đến nhà mình là sẽ được giảm giá từ 500.000 đến 900.000 một cái. Chứ không phải ít so với cái giá mình bán tại cửa hàng mình. Nếu như các bạn mà mua qua video này đến cửa hàng mình mới có giá như thế. Đấy thì cái này là chiều này là 37 phân nhá, các bạn nhớ nhá. 37 phân, cao 10 phân. Đấy, cao chiều cao này, chiều cao các bạn này. Chỗ này là 10 phân này, chiều này là 37 phân, chiều này là 70. Đấy, hiện giờ mình cũng nói luôn là cái giá này mình bán đi ship đi các tỉnh thì cái vận chuyển tính bên ngoài nhá. Cái này mình hiện giờ mình bán theo giá sản xuất nhà mình là coi như là 825.000. 825.000 nhá, các bạn nhớ cho mình nhá. Tất cả toàn bộ là inox luôn. Thế để kiểm tra inox thì mình cũng muốn thử với các bạn là nhà mình là chất liệu inox 100%. Thế thì ở trên thị trường thì nó có những cái loại mạ inox thì nó hít như thế này. Đấy. Thế nhà mình là inox tinh khiết là không dính nam châm các bạn nhé. Thôi các bạn mua tránh vào cái hàng giả như này là sẽ bị han nhá. Còn hàng này các bạn mua dùng lâu thì các bạn là thay quạt lấy nhá. Quạt này các bạn dùng 4-5 năm thì các bạn tự thay quạt lấy được. Lại dùng nước rửa bát rửa lại thì lại sáng choang nhá. Các bạn nhớ giá cho mình nhá. Đây. Cái máng này. Cái máng này thì các bạn lắp vào bếp được, lắp cách âm được nhá. Đấy, 70. Kích thước là 70 nhá. Đấy. Các bạn nhớ cho mình giá nhá, là 825.000. 825.000. Và các bạn được cái sản phẩm này dùng là cực kỳ là tốt rồi. Các bạn không bao giờ phải lo dùng 575 này các bạn hỏng quạt thì lại thay quạt lấy. Đấy. Đây là chiều cao của nó là 10 phân nhá. Và chiều này là 37 phân nhá. Chiều này 37 này. Cao 10, rộng 70. Đấy. Các bạn nhớ giá cho mình nhá, 825. Thì các bạn đặt trước cho mình 200 lấy lòng tin nhá. Khi mình chuyển đi cho nó chắc chắn. Các bạn nhá, các bạn thấy hay thì chia sẻ video này cho mình và đăng ký kênh, ấn vào nút chuông nhá. Ở dưới cái video có nút chuông. Và các bạn chia sẻ cái video này cho mình nhá, giúp mình cho nhiều người xem để biết tới được. Và cái hàng này là mình đi giao toàn quốc luôn, phí vận chuyển tính bên ngoài. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cũng là cái máng, nhưng nó sẽ sâu hơn một chút và chiều dài nó dài hơn một chút. Thì đây, nó gồm những cái máng như thế này. Còn cái này thì khác cái trước này như thế nào? Thì mình muốn nói luôn là cũng khác cái trước một chút là chiều dài vẫn là 70 các bạn nhé. Nhưng cái chiều này là 45 này. Chiều sâu là 45 và cao của nó là 14 phân. Các bạn nhớ cho mình nhá.
Thì cái này giá có giá thành mình đi giao cho các tỉnh là 875. Bán lẻ rẻ như bán buôn. Các bạn cố gắng đặt cho mình 200 nhá. 200 lấy lòng tin thì các bạn mua qua điện thoại của mình là 0936144646 và các bạn mua qua Zalo. Các bạn lưu lại cái số điện thoại của mình là 0936144646, mình giao cho các tỉnh luôn. Đấy nhá, các bạn lưu ý cho mình nhá. Này, cái này là dài 70 này. Cao 14 phân này. Đấy, và sâu là 45. Chiều này 45. Chiều này là 14 phân nhá, dài 70. Đấy, thì coi như là giá mình đi giao các tỉnh bán lẻ như bán buôn luôn là 875.000. Cái này hoàn toàn bằng inox luôn, mình thử luôn cho các bạn. Các bạn nhớ là tất cả bằng inox và trong là quạt to. Các bạn lắp cách mặt nước 7-80 phân. Đấy, 7-80 phân, các bạn đóng hai cái đinh này sau này thôi, đây là có lỗ đây rồi. Thế là các bạn dùng ống sun thì các bạn cũng mua qua mình bán cả cái ống sun để dẫn khí cái này. Thì số điện thoại của mình là 0936144646 và số mua qua Zalo cũng vậy nhé. Các bạn cứ mua qua Zalo là rất chi là tiện, thì các bạn sẽ đặt trước mình 200. Đấy, cái này cái thứ hai. Còn cái sản phẩm thứ ba nữa thì mình muốn nói với các bạn là cái hàng chóp này. Chóp này thì các bạn dùng rất chi là tốt. Đấy, nó chiều cao của cái này thì nó, nếu mà các bạn lắp chạm thì không nên dùng cái này, mà cái này nó không lắp chạm ở trên, các bạn dùng cái này. Đấy, cái này thì gồm có 70, kích thước dài 70 các bạn nhé, 70, đấy, và sâu là coi như là 50, đấy, 50, chiều 50 và chiều 48, đấy, thế thì các bạn là chiều này là 48 này, cao 50, cao 50 đến miệng, thì cái này hiện giờ mình bán là 1.075.000, vận chuyển tính bên ngoài, cái giá thì cho bốt, cũng 100% inox luôn. Đấy, các bạn mà dùng cái chóp này thì đấy, cũng như cái video lần trước mình là có loại 90 thì cao 50, rộng 50 và cái đấy là 1.175.000. Còn cái 70 này thì là các bạn mua chỉ có giá là 1.075.000 nhá. Thì các bạn cố gắng là đặt trước cho mình là 200.000 nhá. Thế còn các bạn nào gần Bắc Ninh thì qua 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh. Địa chỉ sản xuất và cũng như là giới thiệu hàng của mình, nhà mình là 65 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh nhá. Điện thoại các bạn lưu lại này, 0936144646 nhá. Hình chóp này nhá, các bạn cố gắng dùng hàng nào cũng hay. Hình chóp này thì các bạn cũng lắp cách mặt bếp 7-80 phân. Thế thôi. Thì khi là cái này, tất cả các cái này đều của sản phẩm của mình đều có một công tắc quạt và công tắc bóng điện nhá. Các bạn hỏng thì bóng điện này thì dùng lâu thì hỏng thì thay lấy, quạt cũng vậy. Thế thôi. Chứ các bạn mà dùng cái thử tham hoạt tính ấy, sau này nó hỏng tham ấy là nó vứt đi luôn cả cái máy, mà cái máy mua mấy triệu cơ mà nó hút nó không triệt để bằng cái này. Cái này là dẫn khí ra ngoài các bạn. Nó dẫn khí ra ngoài thì bao giờ cái mùi, các mùi của các bạn là rán trả rán trước thì nó bay ra ngoài hơn, chứ khử tham hoạt tính thì nó lọc một phần nào thôi. Đến khi nó không hỏng cái than là các bạn vứt đi, thì cái máy đấy cũng mấy triệu. Thế mình muốn giới thiệu các cái sản phẩm này là bán lẻ như bán buôn. Thì mong các bạn chia sẻ video này cho nhiều người, cho nhà mình bán được nhiều hàng, cũng như là cái hữu ích này là nhiều người chưa biết đến nên dùng các sản phẩm như này. Đấy nhá, thì mình nhắc lại một chút nhá, để các bạn nắm được giá nó chuẩn này. Đây, cái này là 875.000, các bạn nhớ nhá. Thì cái này nó khác với cái kia thì là rộng 70 và coi như là sâu là coi như là 45 và cao là 14. Các bạn nhớ cái này nhá. Các bạn để ký cho mình nhá, 875.000. Đấy, sâu 45, cao 14. Được chưa? Đấy, sau này các bạn mua qua video này thì cũng không cần phải xem gì cả. Đây là hình ảnh thực tế. Và giao cho các bạn cũng y xì như thế. 875.000 nhá. Còn cái này là 825. 825.000 nhá. Thì các bạn cũng là 70. 70, cao 10 phân. Đấy. Thì cái này cũng một quạt to. Đấy. 825.000 nhá. Đấy, các bạn nắm được giá cho mình, để sau là cũng không cần phải hỏi nữa là mua luôn. Mình rất mong các bạn lưu ý cho mình và thông cảm cho mình nhá, để mình giải thích tại sao vận chuyển cái này lại phí cao như thế. Thứ nhất là mình đóng cái gỗ này để bảo quản, để chuyển đi xa thì mình đã phải thuê thợ mộc đóng cái này. Mỗi cái này là rơi vào là hơn 100.000 cái tiền công đóng gỗ của từng cái này nhá.
Và cái thứ hai nữa là khi vận chuyển đi xa thì tùy theo các tỉnh nhé, thì cũng dao động là cái công vận chuyển cái này từ 100 đến 150 nghìn nhé, tiền vận chuyển nhé, thì cộng cả hai cái vào nó rơi vào 200 đến 250 nghìn tiền vận chuyển nhé. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Nên là nhiều khi các bạn bảo là tính tiền vận chuyển tại sao lại đắt thế, thì đây mình cũng phải là nói cho các bạn, là các bạn biết được là cái khi chuyển cái này đi thì mình cũng phải đóng gỗ cẩn thận như này, và tiền gỗ và tiền vận chuyển nó cộng vào với nhau nó là như vậy nhá. Thì mong các bạn là thông cảm cho mình cái tiền phí vận chuyển nhá, là nó có lý do của nó nhá. Mình xin nhắc lại các bạn này, để tránh cái sự có một số bạn bỏ bom mình này, thì mình rất mong các bạn là coi như là thiện chí mua thì không đặt mình 200 thì đặt mình 50 nghìn nhá. Đặt 50 nghìn để làm tin nhé, thì các bạn chuyển qua tài khoản, số tài khoản của mình qua Zalo, hoặc là nếu như các bạn nào không có số tài khoản thì các bạn có thể cào cái thẻ Villa 50 nghìn và gửi qua tin nhắn mình cũng được nhé. Mình rất mong là các bạn này thiện chí mua thì có cái sự đặt cọc một chút để làm được tin cho mình nhé. Mình xin rất cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Đây, còn cái chóp này 1.075.000 giá tại kho, tại cửa hàng, vận chuyển thì tính bên ngoài, toàn bộ là inox 100%. Đấy, để các bạn cố gắng nắm giá như thế để mua, có khảo giá thì trên thị trường này chắc chắn là cũng không có ai bán rẻ như thế, vì đây là nhà mình sản xuất ra, khẳng định là những cái mặt hàng này là chất liệu inox là quan trọng, quạt thước tốt, các bạn dùng 575 thì tự tay quạt lấy nhá. Mình rất mong các bạn chia sẻ video này cho nhiều người nhá. Thôi, mình xin chào các bạn nhá, hẹn các bạn gặp lại các bạn ở những video mới lần sau nhá. Thế cái này nó khác ở cái đấy là cái này nó dùng quạt, các bạn nhìn nhá, trong này có một cái quạt. Cái quạt này nhiệm vụ nó đẩy hẳn ra ngoài các bạn nhá. Khi quay ấy, thì trong cái máy này ấy, thì nó gồm có một cái công tắc điện và công tắc quạt. Đây là nó một cái bóng điện. Đấy thì cái quạt này có nhiệm vụ là nó sẽ lắp, nó các bạn lắp chỉ khoan hai lỗ vào tường như này thôi. Đây là lắp cách mặt bếp 70-80 phân thì cái này dẫn khói ra ngoài. Thì hoàn toàn thì nó có hiệu quả hơn là cái khử mùi. Thì cái khử mùi thì là nó khử bằng than. Thế thì hôm nay thì mình chỉ muốn nhấn mạnh nói với các bạn về cách chọn mua. Thì trên thị trường thì có rất nhiều loại. Thế thì đây là những sản phẩm mình nhà mình làm ra. Thì cái này gọi là cái máng nhá. Các bạn nhớ nhá, cái máng này nó dài 70 này. Đây này. Thì nó thông thường nó là hai bếp. Cái này thì các bạn dùng, nếu là để lắp cái này thì nó gọn, thì các bạn dùng cái chạn nhôm hoặc là chạn gỗ thì lắp âm được nhá. Các bạn nhớ là nếu cái sản phẩm như thế này. Thế thì nhiều người thì đi mua thì không biết thế nào là inox thật, inox giả. Đấy, thế thì để hôm nay mình phân tích cho các bạn ấy, thì trên thị trường nó cũng rất giống nhau, nếu mà nhìn nó mắt thường thì không thấy. Thế thì mọi người vẫn họ vẫn nói là, ví dụ như là cái này thì mình sẽ nói thật là cái này là inox 201 nhé. Chứ để mà bán đắt hơn ấy, thì trên thị trường họ vẫn bảo là 304. Tức là họ cái thông số 304 hoặc là 305 hoặc là cái thông số đấy là để họ bán đắt lên. Nhưng mà thực ra các bạn không thể thử được đâu, không biết cách thử đâu. Thế thì nôm na thì mình hôm nay mình thử để cách các bạn thử về cái inox thì mình nói rất đơn giản này. Để cái dùng ấy thì là mình dùng cục nam châm, thì các bạn biết rồi, nam châm thì là khi mà inox mà nó pha sắt ấy thì sẽ nam châm sẽ dính. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn đây là cái loa nhé, cái này có cục nam châm, các bạn nhìn đây. Thế thì đây cũng là inox này, các bạn nhìn đây này, cái sản phẩm này cũng là inox, thực chất ra nhìn rất giống nhau, thậm chí nó còn đẹp hơn. Thế thì cái inox mà nó hít như thế này nó không phải han ngay đâu, các bạn dùng lâu nó sẽ cũng han. Đây này, cái này nó cũng là một sản phẩm inox. Thế thì cái này nó cũng sẽ rẻ hơn cái này rất chi là nhiều. Nếu các bạn mua nhầm ấy, trên thị trường ấy, thì các bạn sẽ thấy giá thành nó khác nhau. Thì đây inox tinh khiết ấy, thì nó không pha sắt, thì các bạn nhìn này nó không dính. Đấy, thế thì bây giờ hôm nay thì mình giới thiệu về cái chóp này là chính. Bởi vì cái chóp này ấy, là cái một trong những cái các cụ nhà mình ngày xưa là dùng bếp rơm, đã dùng cái hình chóp đổ tấm để đun rơm rồi. Thì cái này nó thu nhỏ lại của các cụ ngày xưa, thì bây giờ đun nước ga. Thì cái này có kích thước là 90 phân nhé, 90 phân, từ mép này là 90 phân nhé, các bạn để ý nhé, từ đầu này đầu là 90 phân. Thì nó có hai cỡ, có cả cỡ 70 phân. Đây là mình nói đây là cái cỡ nhà mình hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là 90 phân, rồi 90 phân với 70 phân chênh nhau có 100 nghìn thôi, và chiều sâu này 50 nhé các bạn nhé. Đấy, cái hình chóp này cao cũng là 50 nhé các bạn nhé. Với cái chóp này ấy, nó hay ở cái là các bạn lắp cách mặt bếp lên khoảng 70-80 phân, các bạn nhớ nhé, lắp từ dưới này lên cách mặt bếp 70-80 phân. Cái này hiện giờ mình đang bán là nếu như mà đúng ra là 1.975 tại cửa hàng, nhưng mà vì là cái sản phẩm này mình muốn bán rộng hơn cho khắp cả nước mình luôn, đi các tỉnh luôn ấy, thì mình cũng nói luôn là cái sản phẩm tốt như này, inox xịn như này, không hít nam châm như này, thì mình chỉ bán còn có 1.175.000 thôi nhé các bạn nhé.
Còn hiện giờ cửa hàng mình bán là 1.975.000 tại xưởng nhà mình luôn. Nhưng mà vì cái quyền lợi của khách hàng cũng như là về cái số lượng quảng bá thì mình sẽ cố gắng làm sao để giữ được tiền công thợ thôi. Thì mình sẽ bán với cái sản phẩm này nhá, là đi các tỉnh là 1.175.000 tiền phí vận chuyển các bạn tính ngoài nhá. Thế thì còn cái chiều dài của cái này ấy, thì mình cũng nói luôn là 90, từ mét này mét là 90 nhá, các bạn để ý cho mình nhá. 1.975.000 mà bây giờ mình bán còn có 1.175.000 ship đi toàn quốc luôn, giới thiệu các bạn là như thế. Mình rất mong các bạn lưu ý cho mình và thông cảm cho mình nhé, để mình giải thích tại sao vận chuyển cái này lại phí cao như thế. Thứ nhất là mình đóng cái gỗ này để bảo quản, để chuyển đi xa thì mình đã phải thuê thợ mộc đóng cái này. Mỗi cái này là rơi vào là hơn 100.000 cái tiền công đóng gỗ của từng cái này nhé. Và cái thứ hai nữa là khi vận chuyển đi xa thì tùy theo các tỉnh nhé, thì cũng dao động là cái công vận chuyển cái này từ 100 đến 150.000 nhé, tiền vận chuyển nhé. Thì cộng cả hai cái vào nó rơi vào 200 đến 250.000 tiền vận chuyển nhé. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Nên là nhiều khi các bạn bảo là tính tiền vận chuyển tại sao lại đắt thế, thì đây mình cũng phải là nói với các bạn, là các bạn biết được là cái khi chuyển cái này đi thì mình cũng phải đóng gỗ cẩn thận như này, và tiền gỗ và tiền vận chuyển nó cộng vào với nhau nó là như vậy nhá. Thì mong các bạn là thông cảm cho mình cái tiền phí vận chuyển nhá, là nó có lý do của nó nhá. Mình xin nhắc lại các bạn này, để tránh cái sự có một số bạn bỏ bom mình này, thì mình rất mong các bạn là coi như là thiện chí mua thì không đặt mình 200 thì đặt mình 50.000 nhá. Đặt 50.000 để làm tin nhá, thì các bạn chuyển qua tài khoản, số tài khoản của mình qua Zalo, hoặc là nếu như các bạn nào không có số tài khoản thì các bạn có thể cào cái thẻ Villa 50.000 và gửi qua tin nhắn mình cũng được nhá. Mình rất mong là các bạn này thiện chí mua thì có cái sự đặt cọc một chút để làm niềm tin cho mình nhá. Mình xin rất cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Các bạn nên dùng cái loại chóp này, lắp vào nhà nó không được đẹp lắm nhưng mà để hút thì tuyệt vời. Các bạn từ đây lên là 50. Các bạn để ý cho mình nhá, đấy cái kích cỡ của cái 70 kia cũng thế, cái này là 90 thế. Cao là 50. Đấy các bạn nhá, cao từ mét này 50. Thế thì mình hôm nay mình rất quan tâm cái chóp này, là ở cái là các bạn nếu mà để hút ấy thì cái khử mùi mà các bạn mua 4-5 triệu ấy, hút được khoảng 3 phần thì cái này nó hút khoảng 10 phần. Mình khẳng định như thế, bởi vì các bạn nếu mà nói nôm na là hiểu về vật lý đơn giản thì cái này nó hình chóp nó đã thu khói rồi. Khi các bạn không dùng quạt nó đã cho ống vào thì các bạn đã thấy là nó thu khói vào đây và khói nó bốc lên trong, khí nóng nó bốc lên trên cao. Cái thứ hai nữa là cách lắp cái này rất đơn giản. Cô các bạn chỉ cần khoan hai lỗ đằng sau này thôi. Hai lỗ đằng sau. Đấy các bạn cách lắp mặt bếp lên 7 đến 80 phân. Thì sau đó là các bạn cần đường ống, thì cái này vừa cái đường ống nhựa tiền phong nhá, cái ống này này. Các bạn để ý cái ống nhựa này là vừa ống nhựa tiền phong, các bạn mua ống nhựa tiền phong. Cái cần cái góc, ví dụ như các bạn mà mình ví dụ đây lắp ở bếp đây rồi, các bạn cần cái góc thông ra ngoài này. Nó ra ngoài tường này thì các bạn lại mua một cái góc thế thôi, còn cần cao lên thì mình mua đoạn ống cao. Đấy là cái cách lắp của cái này ấy. Thì cái này có cái dùng ấy, thì để tại sao mình muốn nói với các bạn là dùng nó rất hiệu quả, là thứ nhất hình chóp nó hứng lên nhiều khói, thứ hai nữa là các bạn dùng nhiều năm tất nhiên nó sẽ hỏng cái quạt này. Trong này nó có cái quạt thì các bạn lại tháo cái quạt ra thôi, lại thay vào, và các bạn lấy cái nước rửa bát ấy, các bạn lau sạch thì nó lại sáng sang như này, các bạn lại thay cái quạt vào thì nó lại như mới. Cho nên là cái này nó không có hỏng, gần như là các bạn dùng nó vĩnh cửu luôn, không có không mất đi một cái gì cả. Chỉ có cái quạt thì dùng lâu năm thì nó sẽ hỏng thì các bạn thay thôi. Thì còn có một công tắc bóng điện này và công tắc quạt này. Thế cái bóng điện này thì các bạn cháy thì các bạn cũng tự thay lấy thôi. Đấy các bạn để ý đây chỗ này nhá. Đấy thế thì mình chỉ quan tâm nhất là bây giờ là các bạn để dùng ấy thì các bạn cố gắng dùng cái hình chóp này vào cái vị trí bếp rộng thì các bạn mới lắp được, chứ nếu vị trí bếp nhỏ thì các bạn cũng không lắp được hình chóp này đâu. Đấy thì mình muốn là các bạn là như thế. Giá bán ra mình tại xưởng của mình nếu bán lẻ 1.975.000 đây là các bạn nhìn này, 1.975.000, nhưng mình đi ship đi toàn quốc thì mình bán có 1.175.000 nhá. Các bạn nhớ cho mình là cái giá của cái cỡ 90, còn cái cỡ 70 thì rẻ hơn 100.000. đấy đấy, cái các bạn nhớ cho mình là về cái giá đấy. Thế còn mình sẽ giới thiệu về cái này cũng vậy. Cái này này, cái máng này này, máng này cũng là inox xịn. Cái này hiện giờ nó là 70 nhá các bạn nhá. Tức là cái này thì các bạn dùng vào, nếu như mà dùng vào vấn đề là các bạn lắp vào bếp có chạn, tức là các bạn có chạn ở trên thì các bạn không lắp được cái chóp này.
thì các bạn phải lắp cái hàng này, thì cái này sẽ nằm ở trong cái trạm, thì cái này nó rất là gọn. Thực chất ra là nếu mà so với cái khử than hoạt tính ấy, thì cái này vẫn là hay hơn. Mình khẳng định với các bạn là vẫn là hay hơn, bởi vì cái đường gió của các cái này cũng đưa ra ngoài. Đấy, đấy, cái này cũng gió thổi ra ngoài một quạt to. Đấy, chỉ có cái là nhiều khi các bạn không biết mua ấy, thì trên thị trường nó rẻ đi cũng rất nhiều. Nó chênh nhau mỗi một cái máy này so với xưởng mình làm ấy, nó bán ra chênh nhau từ 200-300 nghìn. Mình khẳng định với các bạn là như thế. Thế thì cái chất liệu inox ấy, là inox xịn thì nó không bao giờ nó dính. Đấy, các bạn phải để ý thế. Thế còn những chất liệu mà nó làm giả ấy, các bạn nhìn này. Đấy, thế mình ship đi toàn quốc thì mình cũng nói luôn là sản phẩm mình bảo đảm 100%. Thế thì mình cũng rất mong là các bạn mua cái này, thì nhà mình ở đây thì là 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh các bạn nhé. Mình rất mong các bạn lưu ý cho mình và thông cảm cho mình nhé, để mình giải thích tại sao vận chuyển cái này lại phí cao như thế. Thứ nhất là mình đóng cái gỗ này để bảo quản, để chuyển đi xa thì mình đã phải thuê thợ mộc đóng cái này. Mỗi cái này là rơi vào là hơn 100.000 cái tiền công đóng gỗ của từng cái này nhé. Và cái thứ hai nữa là khi vận chuyển đi xa thì tùy theo các tỉnh nhé, thì cũng dao động là cái công vận chuyển cái này từ 100-150.000 nhé, tiền vận chuyển nhé. Thì cộng cả hai cái vào nó rơi vào 200-250.000 tiền vận chuyển nhé. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Nên là nhiều khi các bạn bảo là tính tiền vận chuyển tại sao lại đắt thế, thì đây mình cũng phải là nói cho các bạn, để các bạn biết được là cái khi chuyển cái này đi thì mình cũng phải đóng gỗ cẩn thận như này, và tiền gỗ và tiền vận chuyển nó cộng vào với nhau nó là như vậy nhé. Thì mong các bạn là thông cảm cho mình cái tiền phí vận chuyển nhé, là nó có lý do của nó nhé. Mình xin nhắc lại các bạn này, để tránh cái sự có một số bạn bỏ bom mình này, thì mình rất mong các bạn là coi như là thiện chí mua thì không đặt mình 200 thì đặt mình 50.000 nhé. Đặt 50.000 để làm tin nhé, thì các bạn chuyển qua tài khoản, số tài khoản của mình qua Zalo, hoặc là nếu như các bạn nào không có số tài khoản thì các bạn có thể cào cái thẻ Villa 50.000 và gửi qua tin nhắn mình cũng được nhé. Mình rất mong là các bạn này thiện chí mua thì có cái sự đặt cọc một chút để làm được tin cho mình nhé. Mình xin rất cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Thế thì mình rất mong các bạn là cũng phải đặt trước cho mình một chút, tức là đi toàn quốc thì cái phí thì vận chuyển thì tính theo việc theo bớt, nhưng mà các bạn mua cái sản phẩm như này của mình thì cố gắng cứ tin tưởng ở nhà mình đây, làm ở tại đây, các bạn đặt cho mình 200.000 qua số tài khoản, thì sau đó là mình sẽ ở cái mô tả. Cái này thì có cái lợi ích của nó là làm theo kiểu các cụ đun rơm theo kiểu ngày xưa. Đấy, các bạn để ý nhé, các cụ ngày xưa đun rơm thì cũng một hình chóp này họ đã là làm và để nấu cơm để chống khói. Thì bây giờ nhà, nếu như các bạn muốn đun bếp ga thì dùng cái này rất chi là hiệu quả. So với những các cái mà các bạn mua mấy triệu một cái khử than hoạt tính nhá, những cái mà mang tính chất là như kiểu của Nhật hay là của Đức, của Đức mà nhập khẩu rất chi là nhiều tiền, khoảng 15-20 triệu. Và cái đấy thì chỉ có đẹp thôi, còn để dùng về chất lượng ấy, thì các bạn nên chọn cái này. Cái này thì nhà mình làm ra nhé, các bạn để ý nhé. Cái này thì có cái kích thước như sau, tức là từ đây đến đây là 90 phân nhé. Đây mình sẽ đo lại cho các bạn nè, từ đây, từ mép này nhé, đến mép này là 90 phân. Đấy, cái này rất phù hợp với hai bếp, tức là hai bếp ga để mà hứng khói thì cực kỳ là tốt. Đấy, thế còn thế thì cái này ấy, thì công dụng lắp như thế nào thì cũng giới thiệu với các bạn là cách lắp ấy, thì là các bạn cứ lắp cách mép bếp nó khoảng 70-80 phân. Thực chất ra là chỉ khoan có hai lỗ đằng sau thôi. Đây mình sẽ quay lại lần sau này, mà hồi đằng sau này. Đấy, các bạn khoan hai cái lỗ ra đằng sau của hồi của máy hút mùi nhá, cái này gọi là tum hút, cái này là inox 100%. Thế thì cái này thì khi lắp cách mặt bếp 70-80 phân thì còn cái đường ống thoát ra thì các bạn không biết làm bằng cái gì đúng không? Thế thì mình cũng hướng dẫn cách để các bạn sử dụng. Thế một là các bạn có thể là dùng cái ống sun mua ở ngoài thị trường cũng có, không mình mua qua mình cũng có. Hai là các bạn dùng ống nhựa, ống tiền phong. Đấy, cái ống đó là ống của nó là rơi vào ống phi 100. Đấy, các bạn đấu vào đây. Thế khi các bạn treo cái này cách mặt bếp lên 70-80 phân xong rồi thì các bạn cần thoát thì các bạn dùng cái ống phi 100, cần góc chích thì các bạn mua từ góc các bạn lắp vào nhé. Đấy, trong này là một cái có một cái quạt. Đấy, và dưới này thì có một cái hai công tắc, thì có một công tắc quạt và một công tắc bóng đèn. Đây mình sẽ nhấc lại mình trong để cho các bạn nắm được cái chi tiết bên trong của nó. Đấy, bên trong là có một chiếc quạt. Thực ra cái quạt này các bạn dùng 6-7 năm nó mới hỏng, mà hỏng thì các bạn tự thay lấy nhé.
Thế còn cái inox này thì là inox xịn luôn, inox hoàn toàn không hít nam châm nha các bạn nhé. Các bạn dùng bẩn thì các bạn lại dùng cái nước rửa bát lau cái nó sạch. Đấy, thì trong này có một cái bóng đèn này. Đấy, và có một cái quạt. Đấy. Thế thì những cái sản phẩm này thì sản phẩm của nhà mình làm ra nhá. Các bạn để ý đây là nhà mình làm ra, các bạn có thể đặt theo các kích thước nhá. Đây, nhà mình làm ra đây. Cái chiếc máy này là chuyên để phục vụ cho nhà mình làm ra các cái sản phẩm đấy. Thì các bạn có nhu cầu mà đặt các cái khung hút mùi to hơn nhá. To hơn thì các bạn đặt theo kích thước của nhà mình nhá. Thì các bạn sẽ lưu lại cái số điện thoại này, mình đọc lại số điện thoại nhá. Cùng với cả Zalo là 0936144646. Các bạn là ghi vào sổ tay nhá. 0936144646. Đấy, thì cái tum thông dụng ở xưởng nhà mình bán ấy thì nó có hai loại công cụ. Một loại là nó là kích thước là 70. Đấy. Hai là cái tum là 90. Thì các bạn có điều kiện để cứ lắp vào cái tum 90 này là tuyệt vời. Mình khẳng định luôn là các bạn đã dùng cái tum này ấy thì nó không khi lắp lên bếp. Các bạn lắp lên bếp thì nó không được đẹp như các cái tum như các cái máy hút mùi mà các bạn nhập, nhưng mà cái hiệu quả dùng thì nó cực kỳ là tốt luôn. Đó, khẳng định các bạn là cái này nó về lắp về hình thức thì nó không được đẹp như các cái máy nhập khẩu, nhưng về cái công năng sử dụng của nó, về cái hữu ích của nó thì là tuyệt vời. Thì các bạn cứ cảm giác là khi mình chót này thì khói thì nó lên, nó đã thu ở trên rồi. Thì cái quạt bằng công tắc này thì ở đây có những cái quạt có nhiệm vụ là đẩy cái khói lên, chứ nó thoát hẳn khói ra ngoài, chứ không phải là như kiểu củi than hoặc tính như các cái máy đắt tiền ấy mà xong nó hỏng cái than hoặc là nó ướt cái đi không sử dụng được nó thì coi như là vứt luôn cả cái máy đấy. Các cái máy người ta gọi là máy khử mùi ấy, đấy thì nó có cái than hoạt tính. Thế công dụng của cái này nó đẩy khí ra ngoài, thì các bạn dùng 575 để hỏng quạt thì các bạn mua cái quạt này cũng rất rẻ nhá, thì lại đấu vào thôi. Ok, đấy thì cái cỡ này là cỡ 90 nhá, giá rất rẻ. Nói chung là các bạn ship đi xa được, các bạn cứ mua qua online 0936144646 hoặc là Zalo 0936144646 Lê Hùng nhá. Các bạn là mình tên là Hùng nhá, các bạn cứ gọi điện cho mình sẽ ship đi các tỉnh luôn. Vì những cái sản phẩm này mình đã được bán đi rất nhiều nơi trên cả nước rồi, kể cả những nhà hàng ăn lớn nhá, thì các bạn có thể đặt theo kích thước được nhá. Thì đây là cái này là của gia đình đấy, hoàn toàn bằng inox. Các bạn có thể đặt được các cái sản phẩm bằng inox gò. Nói chung tất cả những sản phẩm gò là các bạn cứ gọi điện cho mình là 0936144646 nhé. Thì nhà mình sẽ làm tất cả các sản phẩm về gò, gò về inox, gò về tôn, gò các sản phẩm. Nó phải để ý này, gồm có những cái sản phẩm máy hút mùi đấy, cộng với các thùng gạo bằng inox. Các bạn nhìn thấy nha, các thùng gạo từ coi như là 20 cân, 30 cân, 40 cân, 50 cân, các thùng gạo bằng inox dùng rất hay và chắc chắn bền không hang, inox chuẩn 100% luôn. Đấy, nhà mình đây này, các bạn đến nhà mình là sẽ được giảm giá từ 500.000 đến 900.000 một cái, chứ không phải ít so với cái giá mình bán tại cửa hàng mình. Nếu như các bạn mà mua qua video này đến cửa hàng mình mới có giá như thế. Và những cái chiếc lò hóa vàng, đây là những cái sản phẩm mình làm ra. Thì mình hôm nay mình quảng cáo chủ yếu để cho các bạn biết được là các bạn nên dùng cái máy hút mùi, nên dùng cái máy hút mùi hình chóp này thì là cực kỳ là tuyệt vời. Các bạn cứ để ý là khi khói mà ở dưới này họ bay lên, khói bay lên thì tất cả theo đường ống là dẫn ra ngoài, để phát hẳn ra ngoài. Ở chiếc chóp này thì là một trong những cái là hiện giờ nếu mà nói về cái sử dụng về cái hút khói nó vẫn nằm hiệu quả nhất. Chỉ có cái là lắp vào bếp thì nó không được nhìn, nó không được đẹp như các cái kia thôi. Đấy, các bạn lưu ý nhìn kỹ nhá. Các bạn cứ gọi điện vào 0936144646 nhá, hoặc là Zalo số vậy nhá. Các bạn đặt theo các kích thước rồi, theo các kích thước các sản phẩm về máy hút mùi. Đấy, có cỡ 70 và cỡ 90. Đấy, mình đọc lại cái kích thước này. Kích thước thông dụng ấy thì nó là 70, cái này là 90. Từ đây ra đến đây
là 90 và từ đây sâu là 50 và cao cũng vậy. Nhá, các bạn thấy hay các bạn chia sẻ video này cho nhiều người nhá. Các bạn giúp mình chia sẻ video này cho nhiều người để nhiều người biết đến được cái tôm hút mùi này nhá. Và cái này là một trong những cái là các bạn là sử dụng phòng bếp là rộng thì mới lắp được. Nếu mà phòng bếp nhỏ thì lắp cái 70 thôi nhá. Nếu rộng thì lắp cái 90. Còn không thì các bạn là lấy cái 70 này. Đấy. Đã lắp cái này vào thì khẳng định với các bạn là sẽ không có cái máy hút mùi đắt tiền nào mấy triệu, 4-5 triệu mà để mà sử dụng mà về cái hiệu quả của cái máy này đâu. Máy này rất là rẻ nhá. Mình xếp đi toàn thuốc luôn. Nhá. Các sản phẩm sau đây mình cũng giới thiệu thêm một cái sản phẩm nhà mình nhá. Nó là lò hóa bài này. Nó có các cỡ này, số 1 này, các bạn nhìn này, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 nhá. Các bạn có thể mua nhiều hay mua ít thì các bạn cứ theo số Zalo của mình là 0936144646 nhá. Thì nhà mình đây là sản xuất ra các loại lò hóa vàng. Thì cái lò hóa vàng này mình cũng xuất đi các tỉnh nhá. Ok, gặp lại các bạn trong video sau nhá. Rất mong các bạn chia sẻ video cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại nhá. Xin chào. Và muốn bổ sung thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment ở phần bên dưới để tham khảo giá bán của các sản phẩm này. Link thì mình sẽ đặt ngay ở dưới phần mô tả của video. Hãy để lại một like và một subscribe ủng hộ tụi mình để có động lực làm video đem đến cho các anh em những sản phẩm chất lượng cao trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.